Các bạn có vẻ như đang sôi sục về thương mại điện tử, rất háo hức về nó quá hồng. Rất nhiều người thắc mắc là tại sao hồi sinh viên mày đã kiếm được 100 triệu rồi. Thương mại điện tử có vẻ nhìn đâu thấy lãi, đâu thấy tiền, đâu thấy thành công. Quan trọng là anh đủ hiểu về thị trường. Đấy là lúc mà bạn kiếm tiền. Việc học đại học nó cần thiết hay không? Những cái người bỏ học là tôi không thích, tôi bỏ. Tôi không thích làm, tôi không làm. Không làm được sao? Bạn phải lì để trôi qua được những cái khúc sóng gió đó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn quay trở lại với Spy Room. Đây là phần 2 của video từ bài viết gốc Phụ nữ cần gì, đàn ông cần gì. Ở phần trước, chúng ta đã hiểu được cơ bản nhu cầu thực sự của những người phụ nữ về đàn ông trong tình yêu là gì. Thì trong phần 2 này của video, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đối tượng còn lại trong tình yêu. Đàn ông thực sự cần gì? Và điều gì khiến một người phụ nữ hấp dẫn hơn trong mắt họ? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Về mặt bản chất, chúng ta đang có một cuộc trao đổi. Khi phụ nữ được yêu cầu miêu tả một người đàn ông lý tưởng, cô ta sẽ nói về những điều như thông minh, hài hước, công việc ổn định, có nhà riêng, hay nói cách khác, có nhiều tài nguyên để cung cấp cho cô ấy. Đàn ông, khi được hỏi điều tương tự, sẽ liệt kê những điều như nấu ăn giỏi, biết giữ cho nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, giỏi chăm con, và sexy, hay gọi chung là khả năng thỏa mãn anh ta. Xã hội và đặc biệt là phim ảnh thường đưa ra những khái niệm mỹ miều như hợp nhau, tình yêu, nhưng về mặt bản chất, chúng chỉ là sự trao đổi công bằng giữa tài nguyên và dịch vụ hay sự thỏa mãn. Đàn ông thường đánh giá phụ nữ trên phương diện những dịch vụ mà cô ta có thể cung cấp và vẻ bề ngoài của cô ta. Nói tới đây, không phải để các chị em phê phán rằng đàn ông là giống loài nông cạn hay ích kỷ. Mục đích ở đây là để các chị em hiểu rằng nhu cầu của đàn ông thực sự rất đơn giản. Nếu các chị biết cách đáp ứng đúng nhu cầu vào đúng lúc, họ sẽ rất hạnh phúc. Nếu các chị dùng những giá trị mình coi trọng để ép rằng anh đáng lẽ cũng phải thấy nó quan trọng chứ, mâu thuẫn sẽ là điều không tránh khỏi. Đàn ông đánh giá sự hấp dẫn của phụ nữ như thế nào? Khi những đối tượng nghiên cứu là đàn ông được xem những hình ảnh của những người phụ nữ gợi cảm, xinh đẹp, các nhà nghiên cứu thấy rằng có hai vùng não của họ được kích hoạt, kích thích hình ảnh và vùng điều khiển cương cứng dương vật. Giải thích cho hiện tượng này, chúng ta lại phải nhìn về cách bộ não đàn ông hoạt động đúng chức năng của nó là duy trì nòi giống. Khi tìm kiếm đối tượng giao phối, họ phải nhìn và đánh giá đối tượng ở những đặc điểm cơ thể để đảm bảo họ sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh và đảm bảo nòi giống được phát triển tốt. Nếu đối tượng là một người phụ nữ trẻ và khỏe mạnh, người đàn ông sẽ càng trở nên bị kích thích hơn, vì điều đó tương đương việc sinh nở được đảm bảo hơn. Còn xinh đẹp với người đàn ông như một phần khuyến mãi nhỏ, cũng như một tiêu chí được tạo ra bởi những định kiến và trào lưu của xã hội, cũng giống như ta thích nhìn một bức tranh đẹp vậy. Bộ não bản năng của họ vốn không nhất thiết phải tìm người xinh đẹp, bởi thời xa xưa, việc duy nhất tổ tiên chúng ta quan tâm là tồn tại và duy trì. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đã khiến yêu cầu về ngoại hình tăng lên rất nhiều so với tổ tiên của chúng ta thời xưa. Mặt khác, ngoại hình của người bạn đời cũng là phương tiện để đàn ông khoe khoang về tài nguyên của mình. Đây là lý do vì sao người đàn ông yêu nhanh hơn phụ nữ và cũng dễ bị tiếng sét ái tình hơn, bởi họ dễ bị kích thích bởi thứ họ nhìn thấy được. Một điều khác mà các nhà khoa học nhận ra khi quét não nhóm đối tượng, đó là khi người đàn ông thấy một người phụ nữ hấp dẫn, vùng não kích thích hình ảnh được kích hoạt, ghi đề lên vùng não có chức năng suy nghĩ lý tính, giải thích vì sao người đàn ông thường đưa ra những quyết định sai lầm trước những cô gái đẹp. Vậy nên ta hay có câu, tạo hóa cho người đàn ông dương vật và bộ não, nhưng lại không cho đủ lượng máu để cả hai hoạt động cùng lúc. Lời nhắn nhủ cho các chị em, đó là dù các chị có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, hãy không ngừng làm đẹp cho bản thân nha. Thế nào là một người phụ nữ hấp dẫn trong mắt đàn ông? Tất cả những dấu hiệu phản ánh rằng cô ấy sẽ là một người có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh như da mịn, tóc bóng mượt, tỷ lệ mỡ trong người hợp lý, mắt sáng, giao năng lượng, sạch sẽ cùng tỷ lệ vòng eo chia vòng mông đạt 70%. Đây là giá trị của phép chia giữa số đo chu vi vòng eo và số đo chu vi vòng mông. Không quan trọng cân nặng của bạn là bao nhiêu, kể cả bạn thừa cân. Miễn là bạn đạt tỷ lệ này, ngay lập tức, bộ não đàn ông đánh giá bạn là một người hấp dẫn, bởi tỷ lệ này là tỷ lệ lý tưởng cho việc sinh nở. Đàn ông ghét gì nhất? Họ ghét những người phụ nữ thường xuyên phàn nàn về những khuyết điểm cơ thể của cô ta. Ví dụ như đùi em béo quá, mông em to xệ quá, em lùn quá. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ,
Bộ não họ khiến họ chỉ tập trung vào những điểm mạnh trên cơ thể của cô ấy, chứ không hề nhìn thấy những nhược điểm. Nếu bạn buộc anh ta phải nói chuyện về những nhược điểm đó, hoặc là anh ta nói cho xong mà không có cảm xúc gì, hoặc anh ta sẽ nói, nhưng anh vẫn thấy em đẹp mà. Đó là bởi họ thực sự không coi chúng là nhược điểm của bạn. Với đàn ông, chiều cao hay cân nặng của một người phụ nữ không phải là điều họ quan tâm. Điều làm họ bực mình nhất là khi người phụ nữ tự ti về vẻ đẹp của mình. Đừng bị phim ảnh hay báo chí lừa phỉnh về chuẩn mực phụ nữ. Bạn có thường thấy ở những tạp chí dành cho phụ nữ hay thậm chí những chương trình truyền hình về thời trang thường xuất hiện những cô gái gầy trơ xương đi lại trên sàn kết quốc không? Đó là bởi với khung xương nhỏ nhắn và ít da thịt như vậy, cơ thể các cô gái này sẽ giống như một chiếc mắt áo di động, đảm bảo làm nổi bật nhất được vẻ đẹp của các bộ quần áo thời trang. Tuy nhiên, trong thực tế, đàn ông hoàn toàn không có hứng thú với các cô gái có dáng cây gậy như vậy, bởi nó hoàn toàn trái ngược lại với hình ảnh một người phụ nữ khỏe mạnh, đối tượng gieo giống lý tưởng trong mắt đàn ông. Đó là lý do vì sao ở các tạp chí dành cho nam giới, đặc biệt là những trang quảng cáo xe ô tô, những cô người mẫu thường là những người có da có thịt cùng những đường cong đầy sức sống, bởi chỉ có đàn ông mới hiểu nhau. Các cuộc thử nghiệm cho thấy, những người đàn ông được cho xem ảnh những người phụ nữ cực kỳ gợi cảm và quyến rũ đã đánh giá người bạn đời của mình trong thực tế là kém hấp dẫn hơn những người trong ảnh, thường không hài lòng với mối quan hệ của mình, không có thái độ nghiêm túc và có phần xa cách với người bạn đời. Ngay cả những người đàn ông có người yêu hay vợ vốn rất xinh đẹp cũng làm điều tương tự sau khi xem ảnh. Điều này rất có hại, bởi những bức ảnh mà đàn ông thường nhìn thấy trên báo chí hay internet đều là những tấm ảnh đã được lựa chọn kỹ càng và được chỉnh sửa công phu qua các phần mềm máy tính. Hay nói cách khác, những hình ảnh đó là không có thực, và đàn ông nên chọn đối tượng của mình trong cuộc sống xung quanh thay vì ảo tưởng về những hình ảnh quá đỗi hoàn hảo như thế. Chính vì bị lừa phỉnh bởi các phương tiện truyền thông nên ngày nay đàn ông thường không nghiêm túc trong các mối quan hệ và dễ có nhiều bạn tình cùng một lúc hơn. Cũng bởi lý do đó mà phụ nữ thời hiện đại dường như có một sự ám ảnh về việc làm đẹp tới mức họ sẵn sàng dùng tới những biện pháp quá đà như phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêu tốn quá nhiều tiền cho quần áo và mỹ phẩm để thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Đàn ông thực sự muốn gì? Những nhu cầu của đàn ông không những ít hơn mà còn dễ thực hiện hơn những nhu cầu của phụ nữ. Ưu tiên số 1 đó là tình dục. Số 2, những dịch vụ cơ bản, đồ ăn, dọn dẹp, chăm con, vân vân. Số 3, được yêu và được là số 1. Số 4, được ở một mình mà không bị quấy rầy. Mọi điều đàn ông nói và làm đều thể hiện mong muốn rằng những nhu cầu này được đáp ứng. Vấn đề ở chỗ, những điều trên lại bị phụ nữ cho rằng không quan trọng hoặc trái với nhu cầu của phụ nữ. Ví dụ, một người đàn ông coi việc đi làm tới tận tối muộn, làm tân ca hay làm hai việc cùng lúc như một sự hy sinh để gia đình được ấm no đầy đủ. Nhưng người phụ nữ lại có thể dịch đó thành, anh ta coi trọng công việc hơn gia đình, đi ngược lại với nhu cầu được kết nối của họ. Tất cả những gì tôi làm là để có được ít nhất một điều trong bốn điều trên. Đưa bạn đi mua sắm, sửa đồ cho bạn, đưa bạn đi tới một bữa tối lãng mạn, mời bạn nhảy, nói với bạn rằng bạn là người duy nhất, là người tuyệt vời nhất anh ta từng gặp, hay thậm chí nói điều mà bạn muốn nghe thay vì điều anh ta thực sự nghĩ. Tất cả chỉ nhằm phục vụ một mục đích duy nhất, khiến bạn đáp ứng ít nhất một trong bốn điều trên càng sớm càng tốt. Tại sao chúng ta biết điều đó ư? Đơn giản là vì đàn ông sẽ không làm những điều tương tự với một người đàn ông khác. Nếu họ làm điều đó cho một người đàn ông khác, họ sẽ tự hiểu ngầm với nhau rằng có một món nợ giữa bọn họ và người kia chắc chắn sẽ phải trả món nợ đó bằng cách này hay cách khác. Nếu anh ta làm một điều hay nhiều điều gì đó cho bạn mà anh ta không đòi hỏi tình dục từ bạn, điều đó có nghĩa là anh ta cũng mong đợi bạn sẽ trả món nợ đó cho anh ta, như thể bạn là một người đàn ông vậy. Khi phụ nữ đe dọa sẽ không cung cấp một trong những điều trên, thì đàn ông, dù trước đây có là một người vô tâm thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ hứa hẹn và cam kết về một tình yêu lâu dài, đầu bạc răng long, thậm chí là hứa hẹn về một đám cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại được những dịch vụ trên. May thay cho cánh đàn ông, phụ nữ thường dễ tin vào những lời hứa đó. Lời khuyên cho các chị em là, kể cả có đang trong một mối quan hệ hạnh phúc, đừng nên quá tin vào những lời nói của cánh đàn ông. Lời kết, có thể hầu hết hoặc tất cả những nhu cầu của đàn ông được nêu bên trên với phụ nữ là vô cùng thực dụng, không hợp lý hay bất kỳ tính từ nào phủ định tính thực tế của chúng. Nhưng đó là sự thật cuộc sống. Đó là cách não bộ của người đàn ông được lập trình. Nó thuộc về phạm trù bản năng. Nếu các chị em hiểu được chúng rồi, thì sẽ dễ dàng thông cảm và dễ bắt thóp họ hơn.
Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Còn mình là Nam. Bye!